anh khôi xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya quý vị và các bạn thân mến trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay anh khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện hồng nhan của tác giả dương giao linh hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị đừng quên ấn like đăng ký kênh cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé Dì đẩy xe đi trước. Bà quẩy quang gánh theo sau. Dì đi một bước. Bà theo một bước. Miệng không ngớt lời. Mày về ngay. Mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà đi theo cái thằng khố rách áo ôm. Trên răng dưới cát tút ấy à. Mày không biết thương mày thì cũng phải nhìn lên mà thương cái người đẻ ra mày chứ. Bà mắng đứa con gái giữa đường cho làng trên xóm dưới biết. Cho nó thấy xấu hổ mà bỏ về cho cái thằng dụ dỗ con bà nhục mặt một phen ấy vậy mà chỉ có lũ ve dâm gian bên hàng xấu đáp lời bà chỉ những cánh chuồn chuồn chấp chới cao thấp theo chân bà đã thế bà càng tức tức thì bà càng nổi đoá dì nga vừa đẩy xe vào cái ngõ bé tẹo đầy đất bùn quay lại thấy mẹ đứng phía sau thôi mà mẹ mẹ về nhà đi lát con sang bà khóc chán rồi đứng dậy quẩy quang gánh thất thểu đi về nắng vẫn chưa bớt rát lưng người gió hây hẩy trên những bờ cỏ úa qua những tán cây lũ ve sầu cứ như đang gân cổ lên tham gia một cuộc thi hát đồng ca bà lẩm bẩm lời đứa con gái lát con sang lát con sang giờ nó coi nhà mình như nhà hàng xóm rồi ngồi cho khô mồ hôi bà lại chống đòn gánh đứng dậy thập thánh về nhà từ ngày gì nga sang bên ấy, bà cứ vào ra một mình, lòng bà nặng chịu. Ai cũng bảo có đứa con gái lỡ dở có người lấy là mừng, vậy mà bà còn suốt ngày chửi, bắt con về. Người ta có con gái đi lấy chồng thì vui, còn bà, bà có hai người con gái là mẹ tôi và dì nga. Năm bà ba mươi tuổi, ông bỏ vào trong nam cùng mấy người bạn bảo đi vỡ đất khai hoang bao giờ kinh tế ổn thì đón vợ con vào bà ở nhà quanh năm tất bật cấy chồng gồng gánh rau cháo qua ngày nuôi mẹ chồng và hai đứa con thơ rồi bẵng mấy năm vẫn không thấy ông về người từ trong ấy ra nói ông có vợ mới ngày ấy bà còn trẻ còn đẹp mẹ tôi kể lần cụ nội ốm cụ bắt bà ngoại tôi phải vào nam tìm ông tôi về bà bán đi cả một tạ thóc lấy tiền đi xe vào tây nguyên tìm ông mấy ngày sau bà về người bà như chiếc lá héo đã gầy nay lại như bị rút hết sự sống bà nói với cụ nội tôi là ông tôi gửi tiền về cho cụ bồi bổ sức khỏe chứ ông không về được vì bận chăm cà phê đang vào vụ bà bỏ vào tay cụ nội tôi một gói tiền bọc trong túi ni lông số tiền ấy bà đi vay họ hàng làng xóm chứ ông ngoại tôi chẳng có tiền mà đưa không biết cụ nội tôi có biết điều ấy không mà trước khi mất cụ cứ ôm bà ngoại tôi mà khóc ngày cụ mất ông ngoại tôi về chịu tang xong rồi lại xách túi đi bà chẳng nói gì cũng chẳng khóc bà ở vậy mấy chục năm nuôi mẹ và dì nga mẹ tôi bảo bà thương dì nga nhiều hơn thương mẹ vì ngày ông ngoại đi dì nga mới được ba tháng còn chưa tường mặt cha Dì Nga xinh xắn, sáng dạ lại hát hay. Dì học sư phạm, về làm cô giáo mầm non. Dì lấy chồng xa. Nhưng cuộc sống hôn nhân của người con gái hồng nhan không hạnh phúc. Chồng dì đi lấy vợ mới. Dì ôm quần áo về ở với bà. Mắt ẩn ẩn nước. Được vài năm sau dì lại quen một người đàn ông làng bên. Dì đi bước nữa. Bà ngoại không đồng ý nhưng cũng chẳng nỡ làm gì lỡ giờ. Đời người con gái có thì. Ngày người lớn sang thưa chuyện, tôi thấy bà nước mắt vòng quanh. Chiều ấy bà gọi tôi giúp bà lật xong giường ngủ lên. Bà lấy ra cái túi cuộn tròn, dở mấy lần vải bọc, lấp ló cái hộp màu vàng, hình trái tim. Ngày cưới gì, bà đeo vào tay chú rể chiếc nhẫn vàng chiếc nhẫn bà dành dụm đi bán rau cả năm trời mới gom góp được tôi hỏi sao bà không đeo nhẫn cho gì bà bảo bà chỉ có một chiếc nhẫn đeo cho người ta để người ta thương gì dì. dì nga về làm dâu được bốn năm không có chửa họ hàng bên chồng bảo dì là đàn bà không biết đẻ họ bắt dì phải chấp nhận đi hỏi vợ hai cho chồng để có đứa cháu nối dõi chuyện đến tai bà bà bỏ dở mấy xào ruộng vào vụ chưa kế chạy sang nhà bên ấy xin đón dì về nhà chồng dì bảo bà muốn đón con gái về thì phải trả lại xính lễ bà đi gọi người bán hai con lợn nhỡ mang tiền sang trả chồng dì mang cả túi quần áo ra đưa vào tay dì dì khóc bà một tay lôi dì nga một tay xách túi quần áo cúi mặt về nhà trong buổi chiều tắt nắng mẹ tôi chạy sang bảo vợ chồng chúng nó còn đang ăn ở với nhau mà bà lại sang lôi con gái về thế là không được đâu bà bảo chồng nó mà cần thì nó đã giữ đây nó có thèm giữ đâu đàn bà đi lấy chồng chỉ lãi mỗi đứa con con không có chồng không thương ở mà làm gì chú tân xóm bên một mình nuôi hai đứa con với mẹ già mù vợ chú bỏ nhà đi làm ăn xa rồi gần chục năm nay không về nữa lần gặp dì nga đi dạy về bị hỏng xe giữa đường chú tân dừng lại giúp dì sửa xe từ ấy hai người gặp nhau làm quen trò chuyện bẵng đi mấy tháng dì nga xin bà cho con sang bên ấy hộ đỡ anh ấy lúc khó khăn con thương anh ấy và bọn trẻ mẹ ạ bà tôi mặt đỏ như gấc bà khuyên đủ lý lẽ cấm đủ cách nhưng cũng không lay chuyển được gì chú Tân mang lễ sang đón dì Nga về làm dâu. Khuôn mặt dì ánh lên chút hy vọng. Bà ở trong buồng chẳng thèm ra ngoài. Hôm cưới dì chỉ có mẹ tôi và mấy bà họ hàng. Gọi là đám cưới chứ thật ra chỉ là lễ xin dâu qua loa chóng vánh. Dì Nga cũng chẳng váy cưới, chẳng khăn voan. Dì mặc chiếc áo dài đồng phục ở trường. Tóc buông dài. Chú Tân mặc chiếc áo cất trong tủ bao nhiêu năm nhăn nhúm cả lại cái quần chú mặc còn nguyên đường gấp ngang đời người đàn bà hạnh phúc nhất là trong ngày cưới vậy mà cả ba lần cưới của dì nga sao bẽ bàng và buồn quá mẹ tôi đưa dì sang bên nhà ấy thì về nhà bà ngồi thất thần ngoài hiên nhà bà ngoại đi đi lại lại rồi cũng ngồi phệt xuống cạnh mẹ mắt bà nhìn ra ngoài khoảng sân dãy nắng tôi ngẩng mặt nhìn những con chuồn chuồn từ đâu đua nhau kéo về bay đầy sân Sang nhà bên ấy được mấy tháng thì dì Nga xin nghỉ luôn việc dạy học đi buôn với chú Tân vì lương giáo viên mầm non của dì thấp quá mà tiền chi tiêu cho mấy miệng ăn trong nhà lại nhiều. Nghe tin dì nghỉ dạy, bà chạy ngay sang bên ấy. Bà chỉ thẳng mặt chú Tân bảo: "Tao mất bao nhiêu công nuôi nó ăn học, có nghề nghiệp đàng hoàng, vậy mà mày bắt nó bỏ việc về buôn bán kiếm tiền cho mày." Chẳng ai đáp lời bà bà chửi chán thì lại về ngồi ngoài thềm nhà. Rồi bà ra ngoài đồng cúi mặt làm đến tối mịt mới thập thánh về nhà. Mẹ tôi thương bà từ ngày gì Nga đi lấy chồng cứ gầy sọp đi. Giá như gì lấy chồng xa. Khổ sở. Thiệt thòi thế nào bà không biết thì còn đỡ. Đằng này, dì lấy chồng gần. Sướng đâu chẳng thấy. Chỉ cái khổ bày ra trước mắt bà. Không còn là đứa con gái xinh đẹp được bà yêu thương ngày nào việc buôn bán lời lãi không được bao nhiêu. Chú Tân lại bỏ gì và các con ở nhà đi làm ăn xa. Bao nhiêu việc nhà, việc đồng áng gì Nga làm hết. Sáng sáng thấy gì tất tả đạp chiếc xe đạp đèo hai đứa con chồng đi học. Rồi lại nhanh nhỏ về nhà cơm nước cho mẹ chồng. Xong gì lại ra đồng. Ngày trước ở với bà dì chẳng phải làm việc đồng áng bao giờ. Vậy mà bây giờ, nhìn gì lom khom đẩy chiếc xe bò chở đầy phân chuồng ra đồng bà không chịu được bà chẳng biết nói ra những lời thương xót bà cũng chẳng còn khóc được nữa thì bà chửi vợ chú tân về cái tin ấy được mẹ sai tôi chạy ra đồng báo cho bà biết bà tần ngần một lúc rồi hỏi dì mày về thì có gì phải chạy mãi tận ra đây gào lên thế không là vợ chú tân mẹ của mấy đứa ấy về cơ bà ạ à. Bà lặng đi một lúc rồi bà bảo tôi về trước. Tôi tưởng khi nghe được tin thì bà phải chạy sang nhà bên ấy ngay. Bà phải chỉ thẳng mặt người đàn bà kia mà chửi. Sao đi hơn chục năm nay lại còn về cướp chồng con gái bà. Cả ngày hôm ấy bà cũng không sang bên đó. Tối ấy, tối sau, tối sau nữa. Dì Nga về. Vẫn là cái túi quần áo cũ lần dì sách đi. Dì ngồi ngoài hiên khóc không dám vào nhà bà trong buồng nói vọng ra sao mà chị phải về bao năm chị chăm lo cho những người trong cái nhà ấy giờ nó lại đuổi chị đi đấy ư dì nga cúi mặt không nói chị khóc bà cầm tay dì lôi đi chị sang bên ấy để tôi hỏi cho ra nhẽ xem cái nhà bên ấy còn tôn ti trật tự còn tình người nữa không dì quỵ chân xuống giữa sân mẹ ơi người ta đằng nào cũng là vợ chồng có giấy đăng ký đàng hoàng, lại có con có kê với nhau. Còn con, Dì dở như chiếc lá khô, chẳng biết bấu víu vào đâu được nữa, ngoài bà. Sau những cuộc hôn nhân dở dang, dì Nga tôi dở như một người khác, dì làm việc như một người đàn bà lực điền. Ngày nào dì cũng cúi mặt ngoài đồng tới khi trạng vạng mới về. Dì làm như thế để tâm trí mình không có thời gian mà buồn nữa. Nhiều người bảo, gì không bị điên là may. Rồi giữa trưa nắng, bà tất tả sang nhà gọi mẹ tôi. Mẹ buông cả bát cơm đang ăn chạy theo bà. Dì nằm trên giường, chiếc áo hoa mỏng dán chặt vào bụng. Vừa nhìn thấy mẹ tôi, dì Nga bật khóc. Mẹ tôi nắm tay dì dặn dò, phải ăn uống thật tốt cho đứa bé mạnh khỏe. Thì ra dì Nga tôi đã mang thai. Dì vừa từ trạm xá về bác sĩ khám. Nói đứa bé đã được 6 tuần tuổi. Dì Nga nhất quyết không cho chú Tân biết. Dì bảo con là của mình dì. Dì sẽ sinh và nuôi nó lớn khôn. Chiều ấy, những cánh chuồn chuồn chấp chới đầy sân nhà. Dì đứng mé vườn nhìn ra phía cao xanh. Đôi mắt dì bỗng sáng long lanh. Dường như, dì đang tin vào một điều tốt đẹp trong tương lai. Bà tôi bảo, những cánh chuồn mỏng manh nhưng vẫn có thể bay được lên cao cuộc đời dù thế nào vẫn luôn có những niềm vui đang đợi tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên gương mặt mùa thu tác giả tiến hùng lâm về ngôi vườn mùa thu anh soi mặt vào giếng khơi. Những âm vang của một thời quá vãng hiện về. Anh bâng khuâng nhớ và nghĩ về một thời đã qua. Mẹ dục anh rửa mặt rồi ăn cơm. Anh vâng, rồi dọn cơm cùng mẹ. Bố anh, ông Tốn, nghệ nhân già cả đời đau đáu với gốm truyền thống. Sau trận tai biến, giờ trở nên đờ đẫn. Mấy năm nay ông không còn làm gốm. Chiếc lò bầu truyền thống cuối cùng phủ màu hoang lạnh anh mời bố ra ăn cơm ông tốn ngồi lặng như tấm bia đá phải đến khi con trai dìu ra ông mới bước bà lan bảo ông vẫn biết nhưng vì điều gì đó mà cứ im lặng lâm hiểu bố tiếc nhớ thời hoàng kim của làng cái thời mà ấm chén bát đĩa bình hoa có mặt khắp chợ lớn chợ bé trong và ngoài tỉnh công nghiệp về làng những nghệ nhân giỏi nghề buông tay mặc số phận. Thanh niên, thợ giỏi, người được học hành đi tìm việc khác. Có người đi làm thuê cho các công trình, rồi ngất ngưởng trở thành ông chủ. Xóm phía Tây nhận tiền đền bù đất liền sắm ô tô, phởn phơ chạy, quán bia hơi lộn nhổn mọc lên. Lâm là người có nghề, nhưng nghe theo tiếng gọi của nhu cầu cá nhân ôm nỗi cô đơn lên phố làm thiết kế đồ gia dụng thuê cho người ta. Anh cảm giác công việc hiện tại chưa thể cho tương lai sáng. Bà mẹ chỉ mong con lấy vợ. Nhưng hết lần này đến lần khác, Lâm tìm cách chỉ hoãn. Lấy vợ thì sống ở đâu? Làm gì? Anh như con thuyền chẳng biết cập bến nào. Bởi trong lòng rất thương bố, thương gốm. Nhiều lúc anh đã định cứ lì ở nhà, làm gốm, túc tắc qua ngày nhưng làm ra. Hàng không cạnh tranh nổi hàng ngoại và các làng nghề khác, thành ra bị ế, kho đầy ứ. Anh đầu hàng. Điều đó cũng là nguyên nhân khiến bố anh nghĩ suy, sinh bệnh mà thành ra người như bây giờ. Bà Lan vẫn dục con lấy vợ. Lâm lại lấy cớ chưa có người phù hợp. Người phù hợp với anh là Miền, cô gái cùng làng. Miền và anh có bao kỷ niệm yên bình đẹp đẽ khi hai bên gia đình bảo nhau cố giữ nghề gốm hai ông bố ngày nào cũng ngồi uống nước bàn cách vực nghề rồi một ngày gã đàn ông là bạn của anh trai miền đánh xe hơi về gã bảo nghề lỗi thời thuyết phục kéo cả gia đình lên phố làm việc chuyện thuyết phục diễn ra ba bốn lần sau cùng bố miền nghe theo cả nhà miền theo anh ta lò bầu đốt củi bị phá nhà đóng cửa bỏ không với ông tốn đó là một cú sốc người bạn già đầy tâm huyết với đôi bàn tay vàng đã buông chỉ còn một mình thì tồn tại thế nào cú sốc của lâm chẳng nhẹ hơn cú sốc của bố người con gái vẫn cùng anh hái quả mùa thu soi gương mặt mình bên thành giếng đã đổi thay hôm tạm biệt anh miền nói em biết là anh rất nhưng em phải theo gia đình lâm thẫn thờ xòe tay che mặt miền đi lâm quay vào ngôi vườn ngồi khóc lặng năm ấy cây trong vườn ít đậu quả về thành phố ít ngày thì công ty xảy ra biến cố phó giám đốc và giám đốc lệch pha làm gì cũng ông chẳng bảo chuộc nên tìm cách phá nhau giám đốc bị mất chức do sai phạm mà sai phạm do cấp dưới gài bẫy con người ăn ở với nhau đôi khi tệ bạc quá lâm chán cuối tuần lại về nhà. Đi đến đâu cũng xôn xao chuyện đám đại gia thành phố về mua đất. Khu vườn của gia đình Lâm được ngắm tới. Bố mẹ Lâm không chịu bán dù giá cao ngất ngưởng. Bọn cò mồi trong làng trực tiếp gặp Lâm. Xun xoe bờ đỡ nhằm thuyết phục Lâm. Ờ, ừ, chỉ cần gật đầu, gia đình anh sẽ có đống tiền xây biệt thự. Một ít gửi ngân hàng, chẳng phải lo lắng gì nhưng ai cũng tính như thế thì sao còn những khu vườn đẹp những nếp nhà xưa cũ lúp xúp dưới bóng cây thân thương lâm vẫn nghe ngóng chuyện của miền và gia đình ngày đó sau khi lên phố miền đã lấy gã đàn ông là bạn của anh trai mình mấy năm sau bố mẹ miền đã bán vườn nhà chỉ để lại ngôi nhà cũ của tổ tiên để thi thoảng về quê thắp hương mà nhiều người bán đất chứ không chỉ gia đình miền không gian làng nghề xưa bị biến dạng cái lố nhố lô xô trộn lẫn cái mộc mạc chẳng ai có thể thuyết phục được gia đình lâm bán vườn đám thanh niên làm bắn tin bảo lâm học hành bao năm biết nghề mà vẫn nghèo lang thang vất vưởng lâm bị chạm lòng tự ái máu sôi lên nhưng về vắt tay lên chán nghĩ thấy họ nói có phần đúng anh đã đánh mất trí hướng bản lĩnh chỉ là kẻ cầu bơ cầu bất bỏ làng lên phố làm thuê đêm quê vỗ về từng đợt sóng lòng của lâm mình phải làm gì đó lâm nghĩ mình không thể sống thế này mãi rất phụ lòng bố mẹ và lãng phí tuổi trẻ hay vẫn làm gốm phải làm đa dạng hơn nhanh nhạy trong tìm kiếm thị trường cái độc đáo của nghề làng là sản phẩm được chuốt bằng tay hoa wow, văn đắp nổi men tự nhiên màu sắc chủ đạo của gốm làng là lam nhạt kỹ thuật pha chế nước men khả năng điều chỉnh ngọn lửa cho ra nhiều màu sắc đặc trưng lâm đã đi nhiều làng gốm rõ ràng những thế mạnh đó là riêng có lò gốm lại đỏ lửa sau hơn hai tháng trời lâm hoàn thiện các sản phẩm mới anh cũng gặp một vài nghệ nhân ở làng động viên họ làm sống lại nghề anh chỉ nhận được những cái lắc đầu. Người làng bảo, hâm rồi. Thì sao? Có vậy mới tìm cách cứu vãn làng nghề. Thật mừng. Từ hôm Lâm quay về nạn gốm, ông tốn hoạt bát, chịu khó nói chuyện và đi lại hơn. Nhìn sâu vào mắt bố, Lâm hiểu, mình cần thắp ngọn lửa gốm, cũng là thắp lửa trong mắt ông. Có lúc, ông chăm chú ngồi nhìn Lâm nặn, nhấp nhấp tách trà, rồi cười, Lâm thưa, bố khỏe hẳn lên để làm cùng con. Ông gật, đôi mắt lóng lánh tươi thêm. Những tháng năm vật lộn trên phố cho Lâm một vài mối quan hệ thân thiết, một vài mối quan hệ đó cho thêm vài quan hệ khác. Cái đầu của anh cởi mở, năng động hơn khi tiếp cận các kênh chào, bán hàng hiện đại. Lâm lập trang mạng quảng bá, nhận đơn hàng online đầu tiên. Anh nghĩ lại lời một nghệ nhân giả gốm cũng như người con gái con gái sinh thì nhiều nhưng đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài đẹp từ chiều sâu bên trong đẹp da thì hiếm cộng thêm nước già ăn mặc tinh tế độc đáo nữa thì sẽ trở nên nổi trội anh thấy cái đó thì là mình nhà mình có anh xòe đôi bàn tay dơ lên trước mặt cái đẹp này nở từ đây mẹ gốm đầu tiên bán hết nhìn từng sản phẩm được mang đi anh thấy như cô gái đang tươi cười mặt hoa ra phấn muốn nói điều gì đó lâm thưa với bố mẹ con tin mình đang đi đúng hướng bố mẹ ủng hộ cho kế hoạch của con nhé làm sao có thể không ủng hộ khi bao đêm qua nước mắt của ông bà cũng là nước mắt gốm chảy vào đêm đó là nước mắt của sự tủi phận của đời gốm bây giờ lửa trong lò được thắp gốm trỗi dậy men lại sáng niềm vui cũng nhân lên thôi một ngày ông pha bố của miền về gặp ông tốn lúc đó lâm đang làm dưới xưởng nghe tiếng ông pha chào anh ngẩng lên đáp lời giọng ông pha yếu mái tóc xác sơ già nua không biết hai người đã nói những chuyện gì sau cuộc nói chuyện ông pha xuống nói với lâm chú lại về làm phiền bố con cháu có gì kêu mang gia đình chú với. Rồi ông chào, ra về. Mấy hôm sau Lâm thấy miền về làng, dáng hình hanh hao, gương mặt nhớn nhác. Thì ra chuyện đầu tư làm ăn của cả gia đình ở trên phố thất bại. Ông pha đưa gia đình về nương tựa nếp làng. Nhưng đất đai đã bán gần như hết, chỉ còn nếp nhà. Ông pha nói khó với nhà hàng xóm cho chuộc lại mảnh đất nhỏ xưa làm lò gốm tình làng nghĩa xóm lại có chút liên quan họ hàng nên người ta để lại cho miền xin làm công nhân trong khu công nghiệp ông pha lại nhờ bố con lâm thiết kế lại cho lò gốm tạo mối lái để sau này giao hàng ông tốn bàn với lâm thôi thì tình làng bố với chú pha cũng là bạn thâm giao giờ họ kéo về muốn làm lại ta cũng nên lấy đó làm vui vì sẽ có bầu có bạn phải ít tháng sau lâm mới biết gã chồng miền vì làm ăn thua lỗ mà lừa cả họ hàng bố vợ và vợ để lấy tiền trốn biệt bây giờ miền ôm con trai về co cụ bên bố mẹ khuôn mặt lúc nào cũng cúi gằm tay lâm nặng gốm mà lúc nào lòng dạ cũng nghĩ đến miền bà lan nhìn con hiểu chuyện con thương cái miền chứ gì lâm lặng người không nói lò gốm của lâm được đoàn làm phim về mượn bối cảnh quay phim. Người ta cũng quay một số cảnh trên con đê làng cong cong, thông thốc gió. Ông chủ hãng quen những tay buôn nức tiếng hứa sẽ tìm cách bán hàng giúp làng. Hôm ấy người làng đến xem diễn đông lắm. Mấy người còn được mời làm diễn viên quần chúng. Ông tốn gần như khỏi hẳn bệnh. Lúc trực tiếp nặn bình. Lúc đon đả pha nước mời khách. Trong những người đứng xem đóng phim phía xa. Thấp thoáng gương mặt miền ánh mắt cô như lạc đi giữa bao người nhưng anh vẫn thấy gần gũi anh đứng lên tiến về phía đó định gọi nhưng miền đã bỏ về lâm định đuổi theo nhưng đôi chân cứ đờ đẫn dính chặt xuống đất bẵng đi sáu bảy năm trời giờ làng lại có hai lò nung đỏ lửa gốm độc bản duyên dáng bằng men truyền thống trở thành mặt hàng được ưa chuộng xe cộ khách xa dồn dãng về đặt hàng sáng ấy đang đưa hàng lên xe cho khách thì lâm nghe tiếng mấy bà hò hét kìa con cái miền bị xe quệt lâm lao đầu chạy cũng may chiếc xe máy chỉ quệt nhẹ làm thằng bé chảy máu mũi xước ở bàn tay lúc đưa nó vào bệnh viện khám xong đâu đấy miền mới tới ánh mắt lâm chạm ánh mắt miền miền ngường ngượng cúi xuống lâm vẫn nhận ra đôi mắt đen long lanh của miền sau khi trải qua những biến cố cuộc đời. Anh bảo, con em không sao rồi. Yên tâm nhé. Miền nói lời cảm ơn, dõi theo bước chân Lâm đến cuối hành lang. Còn Lâm nghe rõ tiếng tim mình đập rộn. Trong chập chờn ý nghĩ, Lâm thấy khuôn mặt Miền giống khuôn mặt cô gái anh vẽ trên chiếc bình gốm màu lam sáng, đặt trong phòng khách nhà mình. tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên tiếng vọng của dòng sông tác giả tiết thị minh hà hồi đó nhà tôi ở gần con sông cầu thơ mộng cũng có chiếc cầu nhỏ cong cong như trong lời bài hát chị tôi của nhạc sĩ trần tiến cầu bắc qua nhánh sông nhỏ nối liền nhà máy với khu dân cư xóm đồng xe dưới cầu là một ống bơm to cỡ hai vòng tay ôm chạy dài từ trạm bơm nước ở khu vực miếu hoàng đó là nguồn nước vừa để sản xuất vừa cung cấp cho các hộ dân cư trong khu vực sử dụng sinh hoạt dân ở đây quen gọi là cầu bơm hồi bé bọn trẻ chúng tôi không mấy khi đi trên mặt cầu mà nghịch ngợm chui xuống gầm chân trần chạy trên ống bơm để tìm cảm giác mát lạnh của những chưa hẻ oi ả à. chơi chán lại rủ nhau xuống sông tập bơi con sông cầu khúc này thật trong và đẹp. Dòng sông xanh mát. Những gợn sóng được ánh mặt trời chiếu xuống trở thành những tia nắng lấp lánh. Nhảy lao sao trên mặt nước. Ngã ba sông là nơi nối từ con sông nhỏ chảy ra. Tạo nên một khúc hai dòng chảy. Ở giữa là bãi bồi đầy sỏi đá được phủ xanh bằng những cây đào nước. Chúng tôi thường chọn viên đá cuội to đẹp mang về để nén cà, muối dưa, Bến nứa là điểm hẹn của chúng tôi. Gọi là bến nứa vì đây là nơi tập kết của những bẻ nứa từ trên mạng ngược, được người dân khai thác thả xuôi dòng về, nhập cho nhà máy để làm nguyên liệu sản xuất giấy. Mỗi buổi chiều, khi ánh mặt trời vẫn còn ngồi vắt vẹo trên ngọn tre cạnh bờ sông là lũ trẻ con xóm tôi đã tụ tập đông đủ. Trong nhóm, tôi là đứa lớn tuổi nhất, lại là người hay phải phân xử mỗi khi có cuộc tranh luận hay cái vã nên thường được bọn trẻ phong làm trị đại. Phần nữa là vì chúng nó chơi với thằng Hiền, là thằng em thân thiết của tôi. Cũng cần nói riêng về thằng Hiền một chút. Chả nhớ nhà tôi và nhà Hiền ở sát vách nhau từ khi nào, nhưng từ bé đến giờ nó luôn theo sát tôi như hình với bóng. Tính nó nhát và Hiền đúng như cái tên. Mẹ kể, thằng Hiền sinh ra không được biết mặt bố. Khi cô Mai có chữa nó được 6 tháng thì chú Phương chồng cô bị chết vì bom giặc tôi còn nhớ cứ mỗi lần thằng hiền ốm là đêm đêm mẹ nó lại khóc ời ời gọi chồng tiếng gào khóc như cào xé lòng người ám ảnh mãi trong tâm trí của tuổi thơ tôi khu tập thể xóm tôi có năm hộ toàn là phụ nữ đơn thân người chồng chết người ly hôn người quá lứa lỡ thì kiếm mụn con cho đỡ cô đơn vì thế xóm có tên là xóm không chồng nhà tôi và nhà Hiền có hoàn cảnh giống nhau. Chỉ một mẹ, một con nên chúng tôi coi nhau như chị em ruột. Hàng ngày, khi các bà mẹ đi làm thì chỉ còn tôi và nó tha thần bên nhau. Hồi bé, có lần Hiền lì nẻo bắt tôi dắt ra tận xóm ngoài bằng được. Mãi chơi quên giờ về làm mẹ nó hớt hơ, hớt hải chạy đi tìm. Khi nhìn thấy hai chị em đầu trần, mặt đỏ gay đi giữa nắng trưa tháng 6, mẹ nó sấn đến quát thẳng vào mặt tôi mày dẫn con tao đi đâu hà hôm nay về nó bị làm sao thì mày biết tay tao bị mắng oan nhưng tôi không trách mẹ nó vì biết hồi bé hiền hay ốm cô ấy thương con nên thường hay có thái độ như vậy lớn hơn một chút hôm nào chị em tôi cũng cùng lũ bạn ra bến sông lúc đầu hiền nhát lắm chẳng dám tập bơi nhưng dần dần quen với sông nước nên ít lâu sau cũng biết bơi ngoài chuyện tập bơi thì con sông còn là nguồn cung cấp thức ăn cho các gia đình chúng tôi những cái bẫy cá bống được chúng tôi khéo léo đặt trên sông rồi trong khi chờ đợi những con cá ham mồi chúng tôi thường tranh thủ lội sang bờ bên xóm gò trẻ nơi có cây rong nước mọc nhiều nhất để bắt trùng trục hoặc mỏ ốc hến mỗi lần ra sông là đứa nào cũng đầy rổ lớn rổ bé mang về nhà riêng thằng hiền chả bao giờ bắt được con gì nhưng đến bữa là mẹ con nó thế nào cũng có một bát canh trùng trục nấu chua bằng lá xấu hoặc đĩa cá bống vàng ươm do tôi bê sang. Ngoài nguồn thức ăn vô tận, con sông còn cung cấp cho dân hai bên bờ vô số củi đun. Vào những mùa lũ, khi nước ở thượng nguồn đổ về trở theo bao nhiêu cây cối, củi khô là dân xóm tôi lại kéo nhau ra đứng kín bờ sông. Ngày vớt củi, đêm vẫn thắp đèn để vớt củi khi nước bắt đầu rút chính là lúc lũ trẻ chúng tôi ra sông mót những cành củi bị chìm mắc kẹt ngoài bãi nổi hôm ấy sau những ngày lũ bọn trẻ xóm tôi ra sông mót củi khi qua khỏi bãi nổi tôi tay cắp tay lôi một cành to đến giữa đoạn nước chảy xiết tôi vô ý vấp phải hòn đá trượt chân ngã và bị dòng nước cuốn đi một đoạn trong cơn hoảng sợ tôi vẫn nghe thấy tiếng lũ con trai đứng trên bờ kêu la hò hét nhưng không đứa nào dám xuống sông cứu cố nhìn lên tôi thấy thằng hiền hớt hải chạy dọc bờ sông theo hướng tôi bị cuốn nhưng có lẽ không tự tin nên nó cũng không dám lao xuống sông khi uống mấy ngụm nước và bắt đầu giã gạo thì tôi bỗng thấy một bàn tay bấu vào vai như vớ được cọc tôi vội túm chặt lấy bàn tay ấy chớ với trôi theo dòng nước Tôi uống thêm mấy ngụm nước nữa. Mặt mũi tối sầm và có cảm giác đang chìm dần. Bờ vai của người cứu tôi có lẽ quá nhỏ bé nên không thể thắng nổi dòng nước lũ quái ác. Nhưng thật bất ngờ. Vài giây sau bỗng người tôi nổi lên mặt nước. Rồi tiếp theo là cái mặt tái mét của thằng Hiền ở ngay bên cạnh. Nó gượng nói bằng giọng hồn hển. Mày quá! Có một cành cây lập lờ dưới mặt nước. Em túm được chị có sao không chị cứ bám chặt vào cành cây này để em đưa chị vào bờ thoát chết trong gang tấc vài phút sau chúng tôi lên được bờ tôi nằm vật xuống bãi cỏ dù đã kiệt sức tôi vẫn cố đưa ánh mắt yếu ớt nhìn sang bên cạnh thấy hiền đang nằm thở dốc tôi mới an lòng sau khi hai chị em hoàn hồn tôi ôm nó vào lòng vừa khóc vừa nói sao em liều thế Nhớ đâu cả hai chị em cùng không về được thì sao? Lúc đầu em cũng rất sợ, nhưng khi nhìn thấy chị giã gạo thì em chẳng nghĩ gì nữa. Cứ thế lao xuống. Nói xong nó lại cười, vẫn nụ cười khoe chiếc răng khấp khỉnh. Tôi nhìn nó với ánh mắt chiều mến, đầy vẻ biết ơn. Sau trận đuối nước tôi không dám ra sông nữa. Đêm nào ngủ cũng không yên bởi những cơn ác mộng hai từ ra sông không còn làm tôi háo hức như trước. Nghĩ dại nếu hôm đó cả hai chị em tôi không may bị đuối nước thì mẹ tôi và mẹ thằng Hiền sẽ sống ra sao? Càng nghĩ tôi càng thấy sợ hãi. Những lúc ngồi một mình, tôi thường tự hỏi, sao một thằng bé mới 10 tuổi? Vốn dĩ hiền lành nhút nhát lại dám lao mình xuống dòng nước chảy xiết cứu tôi. Và tôi cứ mơ hồ ngẫm nghĩ, phải chăng lúc chị em tôi đang chớ với giữa dòng nước thì linh hồn chú Phương, bố hiền trên trời cao đã hiện về hóa thành cành cây giúp chị em tôi thoát nạn nhiều năm sau tôi đi làm dâu ở tận cà mau nên chị em không có mấy dịp gặp nhau nữa lần trở về quê ngoại năm ấy tôi nghe tin hiền đã nhập ngũ rất mừng cho em thế là từ một cậu bé yếu đuối nhút nhát ngày xưa đã trở thành một anh bộ đội hiên ngang tôi thầm chúc em có nhiều thành công trong cuộc đời về quê lần này nỗi sợ đuối nước không còn ám ảnh nhiều nên tôi mới dám trở lại bến sông xưa. Mong thỏa nỗi nhớ ra giết mà bao năm qua đã không đủ can đảm đối diện. Ra đến bến cũ, nhìn con sông mà tôi không khỏi bàng hoàng, thảng thốt. Trước mắt tôi, dòng sông đã bị biến dạng bởi nạn khai thác cát, sỏi trái phép bằng tàu quốc. Bến sông xưa của tôi đấy ư, méo mó, hoang tàn, đâu rồi bãi nổi ngày xưa nơi chúng tôi thường giúp mình trong những búi đào nước chơi trò đánh trận giả. Đâu rồi những bầy cá bống bơi lội tung tăng trong dòng xanh tận đáy. Những con trùng trục, ốc, hến núp mình dưới những bụi rong nước tươi non trong nắng chiều đỏ ối. Còn đâu vẻ đẹp hiền hòa, thơ mộng của những con sóng lấp lánh xôn xao mỗi khi ánh mặt trời dọi chiếu. Nhìn những chiếc gầu thép như những bàn tay quỷ khổng lồ vung lên moi ruột lòng sông biến khúc sông thành những quần nước đục ngầu mà đau như chính ruột gan mình đang bị cào cấu. Tôi đã khóc nấc lên. Cảm giác như ký ức tuổi thơ của tôi đang dòng dòng chảy máu. Nhìn dòng sông, tôi nhớ tới hình bóng của Hiền. Những ký ức năm xưa ùa về dữ dội. Tôi như nhìn thấy nụ cười của em thấp thoáng dưới mặt nước. Vẫn chiếc răng khỉnh và đôi mắt trong veo biết nói. Mấy năm sau, từ Cà Mau, tôi nhận được tin xét đánh Hiền đã hy sinh trên sông cầu trong một lần cứu hộ. Mùa lũ ấy, hàng trăm ngôi nhà chìm trong lũ cuốn. Bằng cano xuồng máy, em và đồng đội đã cứu được mấy chục người dân an toàn. Nhưng chiều hôm ấy khi em lao mình xuống dòng nước cứu một cháu bé, đưa được cháu lên xuồng thì em bị dòng nước xoáy cuốn đi. Em đã hy sinh khi vừa tròn 28 tuổi. Tôi trở lại sông quê trong một nỗi buồn u ám sông vẫn còn đây mà em ở đâu. Tôi khom mình bên dòng nước, đưa tay muốn vớt những ánh bạc lung linh mà chợt giật mình thảng thốt. Hình như đâu đây, hình bóng em tôi vẫn thấp thoáng dưới mặt nước, vẫn nụ cười hiền lành để lộ chiếc răng khỉnh và đôi mắt trong veo, lấp lánh dưới nắng chiều. Tôi lội sang bãi bồi, cố gom những cành đào nước còn sót lại để kết thành một vòng hoa rồi thả xuống sông, mong linh hồn em siêu thoát. Tôi thì thầm xin dòng nước hãy ôm ấp em vào lòng và sưởi ấm cho em bớt lạnh. Để giữa làn nước trong xanh lại được thấy đâu đó thấp thoáng ánh mắt và nụ cười thương mến của em tôi. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Hoa trên đảo tác giả lê quang trạng cứ nghe cơn gió trướng về lòng tôi lại bồi hồi nhớ hiên ra giết có lần qua điện thoại tôi kể với em nghe nỗi niềm ấy hiên cười bảo rằng chắc ông nhớ đạo vọng chứ chẳng phải nhớ cháu đâu có lẽ hiên nói đúng không có hiên biết đâu những xác thuyền đắm cũng chỉ là những tấm ván mục giữa mà thôi chẳng phải là những lớp học mà tôi hay gọi là ổ ấm biết hiên qua những tờ báo biếu cơ duyên tôi cũng có bài in cùng số báo với em trang viết của hiên vô tư nhẹ nhàng và thanh thoát đến lạ kỳ không ít lần những con chữ ngập tràn nắng gió miệt biển ấy đã chập chờn trong tôi suốt nhiều ngày bởi cách hiên kể về biển đẹp và buồn đến ngây ngất cắt những trang viết của hiên trên báo tôi dán chúng vào một cuốn sổ nhỏ ba năm cuốn sổ cộm dày và bao giờ đọc lại hết thảy những con chữ ấy. Từ một hòn đảo mông lung địa chỉ, tôi thấy dường như đảo ở rất gần. Tôi nhận được hai tờ báo biếu, in chung bài với Hiên. Một trong hai bài của em, tiết lộ rằng qua đỏ bãi cát, là đến ngôi trường mà Hiên đang sống và dạy học. Tấm ảnh trong một bài viết nhỏ của em, chụp cảnh những đứa học trò xóm đảo nghèo, chân không, mặt lấm lem cầm quyển vở dơ cao không thấy mặt cô giáo đâu nhưng cũng đủ hình dung được lớp học ấy đơn sơ và ấm áp đến mức nào qua những con chữ như có thể này mầm sự sống bài viết ngắn không kể rằng các em học sinh trên đảo sống ra sao chỉ thấy bảo rằng mỗi năm vào mùa tết ngôi trường lại sôi động hơn hết bởi đó là mùa ba mẹ lũ trẻ ra khơi cô giáo gom đám trẻ lại trường vừa dạy học vừa nấu ăn cho mấy mươi miệng cơm suốt dòng hơn tháng vùng biển này thật lạ cứ vào mùa riêng là lại chúng cá to chút thông tin ấy làm tôi sao động phần muốn biết cảnh đảo ra sao phần cũng muốn gặp người đã viết những tản văn đầy hồn vía ấy chẳng có chút thông tin gì ngoài những con chữ nhưng tôi lại bị một tiếng gọi âm thầm thúc giục hành lý chẳng có gì nhiều ngoài những quyển tản văn của marai sandor tôi thầm nghĩ hiên sẽ thích nắm mớ thông tin duy nhất về đò bãi cát xe đò hai lượt phải sang đò dọc hết nửa ngày xuyên hết rừng tràm qua đến những đoạn kinh ngang mọc đầy mắm nước đặt chân đến một miền đất lạ mấy ngôi nhà còm nhom cửa mở toang hoác như muốn đón hết gió biển vào thăm ngơ ngác hỏi bến đò ở đâu mấy đứa trẻ chạy theo bảo rằng ông theo cháu dắt ông tận nơi Đến chỗ biến đò thì chẳng thấy đò đâu. Tôi lơ ngơ trước đám trẻ dân bản địa. Có đứa bảo, chắc ông lái đò đi nhậu rồi. Ông ngủ lại đây, biết đâu giữa khuya ổng mới về. Chỗ đám trẻ chỉ là căn nhà nhỏ, có mấy bộ quần áo vắt trên vách lá đung đưa. Trong tròi chẳng có gì quý giá ngoài cái lò xô. Mấy thau nổi, chén dĩa cũ mềm và con chó mực nằm lim dim không thèm sủa. Đám trẻ vẫn không bỏ đi, chúng lại hỏi, ông ra đảo vọng làm gì hả ông? Không biết phải nói sao cho chúng hiểu, có đứa lại nhanh trí hỏi thêm, ông có bà con ngoài ngoài sao? Có đứa tranh nhau kể chuyện, đảo chẳng có gì ngoài mớ rong hay đóng ngoài bãi đá cạn, cây cối chẳng mọc nổi hoa trái gì, đến con chó ông lái đò cho người ta nuôi, mấy mấy bữa chịu không thấu. Nó nhảy đỏ trở về đất liền. Sự nhiệt tình của đám trẻ thuyết phục tôi đừng ra đảo vọng, được vun bồi bằng nhiều câu chuyện khác nhau. Cũng như những trang viết của Hiên về vọng, nếu chịu ngồi nghe chắc sẽ không bao giờ hết được. Trời bắt đầu thu lại những ánh nắng gắt gỏng của mình, dịu dịu trên từng tán lá. Đám trẻ chỉ nhận lại được những cái gật đầu và mấy câu hỏi bâng quơ gợi mở nên cũng chán. Đám trẻ bỏ đi không lâu thì người lái đò từ trong lối rừng trở về trên tay cầm mấy kẹo ong đang tươm mật, cùng một sầu cá. Ông nhìn tôi chẳng lấy gì làm lạ. Gửi đến câu hỏi khi còn cách ở xa, gương mặt rừng rưng như không cảm xúc. Giờ này mà định ra ngoài đảo à? Tôi trả lời rằng, dạ, không biết kịp không anh ha. Người đàn ông đã đến căn tròi, bước vào rồi vội bước ra trả lời. Muốn đi thì sẽ kịp, nhưng đêm khuya rồi, sáng sáng hãy đi mấy khi tôi có khách lạ đến chơi nếu không gấp thì ở lại lai dai chiều đó mặt trời đỏ rực phía biển hắt lên chỗ chúng tôi như bóng đèn pha sân khấu ở trần người đàn ông lộ ra mớ cơ bắp cuồn cuộn và không giấu được những vết sẹo chằng chịt ông không hỏi tôi ra đảo làm chi chỉ bảo rằng nơi này là cùng trời cuối đất chỉ có nước ra đảo ấy thôi chứ chẳng thể đi đâu hơn đêm vừa chớm tới làm tắt những tia nắng cuối ngày sâu cá vừa nướng xong nồi cơm cũng vừa chín tới đoán không sai ông mang ra chai rượu đế bảo rằng ở đây buồn chỉ có thứ này bầu bạn là vui chú em uống được bao nhiêu thì uống không uống được cũng không sao đừng ngại rót một ly khấn vái lầm rầm trong miệng rồi thả xuống đất ông bảo rằng đất có thổ công sông có hà bá sống ở đây cũng phải nhớ đến ơn người khai mở cho mình. xong thủ tục, ông tự rót và nốc cạn một ly, rồi ông kể như tuôn một mạch nguồn chuyện đời, chuyện đất đã chất chứa bấy lâu nay trong mình. số là ngoài khơi xa biển ban cho quê hương ta hòn đảo nhỏ, không giống bất cứ đảo nào ở xứ này. bởi hệ có bão, bốn bề rông gió, thì đảo đó như có trời che, sẽ có một phía lặng hơn bởi vậy mà dân đi biển hay nhắm phía vọng để những khi không trở tay kịp thì còn ghé vào tránh bão nhưng trời ban cho cái lợi này thì cũng lấy đi cái lợi khác một mặt đảo bình yên bao nhiêu thì mặt còn lại tan tác bấy nhiêu có đoạn người ta ra đây xây nhà định ở nhưng cũng chẳng xong gió bão đến cuốn đi tan nát hết chẳng có thứ gì còn những điều ông kể làm tôi nhớ đến hiên nhiều hơn có bài em đã viết đảo chỉ có những tấm ván thuyền đắm. Nhưng em không muốn những tấm ván ấy đắm thêm lần nữa. Em kết chúng lại làm nhà và lấp đầy không gian ấy bằng những bài học cho đám trẻ. Đêm về, càng nghe rõ tiếng của biển hơn, sóng cứ gì rào không dứt. Ông lão đã ngủ say trên chiếc võng mùng, chừa chiếc chõng tre cho khách lạ. Đêm khuya xe lạnh, biển vẫn thức nên tôi chẳng tài nào chợp mắt được mở những trang viết của Hiên ra đọc lại. Nhớ lời kể của đám trẻ và ông lão đưa đò. Hình dung chặng đường mình đến nơi đây. Tôi vẫn không thể nào hiểu nổi Hiên đã sống với văn chương đẹp đẽ đến mê hoặc ấy như thế nào. Sáng sớm, tôi là người dậy muộn. Phải nhờ ông lão gọi mới hay gà đã gáy từ lâu. Ông bảo đi giấc này thì mới thấy biển đẹp đến chừng nào. Tôi thu dọn đồ thật nhanh. Xuống chiếc đò ông đã chất đầy hàng hóa tự bao giờ ngồi khúm núm trong mớ đồ đạc. Ông lão bảo chẳng lâu đâu, hơn một tiếng là sẽ đến. Sóng biển không thôi táp vào mạn đò. Có những đoạn sóng dồn lên làm tôi muốn nôn ra xanh mặt. May mà ông lão cứng tay. Đỏ đi không hết một giờ thì thấy đảo ở tít xa. Như đầu một người bị hói. Nửa trước chọc trơn. Nửa sau còn lại những hàng cây còi cọc. Đỏ chưa đến bờ. Đám trẻ đã ra đón có đứa đi ra xa nước biển lên đến tận bụng phía bờ có ngôi nhà nhỏ nóc treo ngọn cờ không thôi bay theo gió ông đưa đò bảo đó là lớp học mà chú em muốn đến tôi sẽ chờ ở đây để phòng khi chú chán quá muốn về liền tôi bước vào lớp học thật bất ngờ khi thấy cô giáo nhỏ đang ngồi đóng đinh cho những tấm ván mới kết vào nhau hơi bất ngờ với khách lạ cô ngại ngùng cúi đầu chào chỉ nói mỗi chữ dạ nghe nhẹ nhàng chẳng khác nào hạt gió tiếp tôi ngay tại trước bàn học cũng được kết lại từ những xác thuyền hiên khá bất ngờ khi biết tôi đọc nhiều bài viết của em như bắt được mạch nguồn em kể về lai lịch từng bài mà tôi nhắc đến ví như bài về ngọn rau muống biển bò và tận lớp em hình dung đến hoa muống còn muốn nghe em giảng thì em chẳng lý gì mà bỏ đảo ra đi hay như những con rùa biển hay bỏ lên bãi đẻ vào lúc nửa đêm. Em chờ khi chúng xuống biển cả thì sẽ ra lượm trứng mang về để ấp đèn. Nếu không thì số trứng ấy dễ bị bão cuốn đi mất. Em làm tôi nhớ lại bài tản văn em nói rằng nhìn những con rùa con bơi về biển, lòng cũng rộn vui như trăm ngàn cánh hoa nở trên mặt đại dương xanh. Hiền dắt tôi đi quanh đảo, những ngôi nhà vắng người, đám trẻ chạy ra, chạy vào ngó khách hiên bảo ba mẹ bọn trẻ thường đi biển chúng ở lại nhà cả đảo chỉ còn mỗi hiên là người lớn em vừa làm cô vừa làm mẹ cho hơn chục đứa nhỏ rắn giỏi và mạnh mẽ như những cây dừa gầy khẳng khái trước sóng biển ghé lại một lớp học phía bờ tây hiên nói rằng phía này bão đã qua lâu nên em sửa sang lại để chuẩn bị khi bão có đến thì kịp qua bên này để tránh lớp đơn sơ tấm bảng và cả cái tủ sách chống hơ cũng làm từ xác thuyền đắm. Hiên cười tươi, giọng em ấm áp lạ thường. Ngoài này chẳng khát nước bằng khát sách. Có lẽ vậy mà khi tôi tặng em mấy quyển sách mang theo, mắt Hiên long lanh đón nhận, em cười tươi như nắng sớm. Lúc này tôi mới thật sự tin rằng, cái đẹp của văn chương và cuộc sống vẫn có thể nở hoa ở mảnh đất cằn. Chiều hôm ấy, tử giã hiên và đám trẻ để về lại đất liền. Lòng tôi cứ dùng rằng rất lạ. Nửa muốn ở lại đảo thêm ít hôm, nửa lại muốn về vì trời đà sụp tối. Tôi hỏi Hiên rằng, em sẽ ở lại đảo đến khi nào? Hiên cười, cháu cũng không biết nữa. Nhưng thấy mấy đứa trẻ còn nhỏ dại, đảo còn nghèo quá, cháu không nỡ bỏ. Câu nói của Hiên làm tôi sực tỉnh, đâu phải đất giàu mới là nơi đáng đến như tôi mong mỏi điều chi đó đẹp đẽ lấp lánh ở chốn này mà lặn lội đi tìm sau lần đó mỗi năm tôi ra đảo một lần quả cho đảo chẳng có gì hơn ngoài những quyển sách và chút bánh kẹo nhưng lần nào ra tôi cũng thấy đảo xanh và đẹp hơn đám trẻ sau một năm lại thêm lớn chúng ríu rít bên những luống rau được trồng từ túi hạt tôi mang ra tặng từ năm trước những quyển sách hướng dẫn trồng rau và tình yêu của Hiên đã dạy đám trẻ lao động và tin rằng gieo mồ hôi xuống vọng là đảo sẽ trổ hoa. Thật là bao giờ cũng vậy, nhìn đám trẻ tươi vui, tôi lại thấy đảo như một đóa hoa lớn giữa nền biển xanh. Tiếp theo chương trình Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Bìm bịp kêu khan Tác giả Lê Huyền Trang xứ gì buồn quá Suốt ngày chỉ nghe tiếng bìm bịp kêu Hồi mới về làm dâu xứ này Loan suốt ngày ca cầm câu đó với chồng Thổ, chồng cô đã ăn cơm Uống nước sứ này gần 40 năm không biết buồn là gì Vậy mà nhờ rước Loan về làm vợ, thổ tự dưng biết buồn buồn như chuồn chuồn đậu trên nhánh cỏ đùng đưa đùng đưa rồi nỗi buồn đó càng ngày càng sáng tỏ hơn khi anh thấy vợ mình mặt mày ủ ê như bún thiêu cuối ngày thổ ứ hự nhìn loan buông một câu thõng thượt hay là mình thôi thôi à nói như mình dễ quá rồi hai đứa nhỏ trôi đi đâu tôi nuôi thổ nói vậy rồi lặng lẽ xách cặp lồng đi khỏi ngõ chân anh nặng trĩu dù nguyên ngày nay không hề bước ra ruộng chưa đạp phải một vũng sình nào tiếng loan với theo phía sau mình chưa ăn cơm mà đi đâu thổ đi một mạch ra mé biển khúc có mấy rặng lau sậy cao hút đầu người con trải ngút ngàn theo triền sông cái phía trên lau sậy phía dưới mé sông là ô dô chuối nước mọc um tùm mấy lùm chuối nước đó. Giáp Tết là chỗ bông vàng rực, xòe ra như những chùm pháo bông vui mắt. Thổ dễ vui. Hết thấy một triền sông vàng rực bông chuối nước là anh vui. Nghe khúc nào có tiếng bìm bịp tấu lên bời bời là vui. Nhưng có lẽ Loan chưa bao giờ dễ vui như thổ. Chưa khi nào anh thấy Loan nhìn một bông hoa nào, dù là chuối nước vàng rực, hay lục bình tím xòe như đuôi công sặc sỡ, hoặc mấy bụi bông hồng nhung đỏ kiêu hãnh trong sân nhà hay khi nghe tiếng bìm bịp kêu nước lớn nước dòng tiếng con sáo sậu líu lo trên cành mít mà vui khúc sông này bữa nào nước lớn quá lục bình kéo nhau trôi rề rề tảng tảng trên sông rồi mắc cạn trong mớ ô dô đầy gai nó thành ra một bãi hỗn độn những rễ lá bông cành chĩa vô nhau mà gặp nước là bươn bà bứt rời nhau không dứt. Thổ nhìn mớ ô rô đâm xước mấy rề lục bình, không dưng cay mắt. Thì đời mình, đời loan có khác gì tụi nó đâu. Đời đẩy xô hai vợ chồng vướng mắc nhau lâu lắc lơ. Anh thương loan không hết, có đâu mà đâm chìa cho vợ mình tả tơi như cổ nói. Nhưng có lẽ một con người lớn lên cùng với cái xù xì gai góc, dù có gọt đẽo cỡ nào, sự thô mộc thật thà vẫn hiển hiện trong từng lời ăn tiếng nói của thổ như chiều nay ngó bộ loan lơ đễnh mơ màng thả hồn theo lời ca ngọt như mía lùi của anh kép chính trong cái tuồng cải lương sướt mướt để cá kho cháy xém thổ giận ra mặt cá kho mà cứng như khúc củi vậy sao ăn vậy thôi đó mà loan thẫn người ngồi miết trong gian bếp ngó ra dàn mướp đang trổ bông vàng rực kia màu vàng trói trang kia cũng không ngăn nổi nỗi buồn tuôn ra khỏi miệng loan. Sứ gì buồn quá. Thổ nín lặng sách cặp lồng đi bẫy bìm bịp. Thổ ít học nhưng bụng dạ anh biết rõ Loan đang ám chỉ điều gì. Giờ mà anh có giang tay bắt hết bìm bịp sứ này nhốt lại. Không cho nó kêu thì Loan vẫn buồn. Sứ này không buồn. Chỉ có lòng người nay vui mai buồn bữa kia hờn mát thì can cớ gì phải mượn xứ để bóng gió xa xôi. Thật ra thì thổ nổi quạo với vợ không phải vì kế ở cá kho. Đây đã là lần thứ chín vợ anh làm sẩy mất con chim mồi. Nếu một, hai lần thì không sao. Qua khỏi lần thứ ba thì không thể đổ thừa sự chảnh mảng. Thổ biết chính cô đã tháo lồng thả con bìm bịp bay đi. Cô không ưa tiếng kêu của bìm bịp. Một tiếng kêu như ai oán. Phấn uất dã rời mùa bìm bịp hứng tình mà tiếng kêu vẫn ai hoài ngang trái, không một chút hân hoan. Loan nói, mình biết tại sao mắt con bìm bịp lúc nào cũng đỏ rực như có lửa không? Thổ phì pha điếu thuốc, cười khà, trời sinh nó vậy, chứ biết sao? Lần nọ, thổ hào hứng sách một xô bìm bịp non mà anh đã kỳ công núp lùm núp bụi căng mắt canh đám bìm bịp trà hăng máu đang đánh nhau giành lãnh thổ thì rón rén trộm nguyên ổ chim non. Mấy con bìm bịp non này, anh đã bẻ gãy chân chúng trước đó mấy ngày. Chúng được cha mẹ bón cho thứ lá cây bìm bịp, xương nhanh chóng lành lặn. Thứ lá cây thần kỳ đó, lạ lùng thay chỉ có loài bìm bịp biết chỗ để tìm. Những con chim non này sau khi lành lặn được đem đi ngâm rượu thành một thứ rượu thuốc Chị đau nhức xương khớp rất hiệu quả. Ai gáy xương kiên trì uống rượu bìm bịp cũng mau lành. Những ông già xứ này hầu như ai cũng thủ sẵn một bình rượu bìm bịp ngâm ngũ xà. Hồi thổ còn tuổi ăn tuổi chơi. Một bữa vô tình tung trưởng làm sập kệ gỗ cũ kỹ trong nhà. Bình rượu ngũ xà của ông già tía bể tan tành. Có vậy thôi mà thổ hứng một trận đòn như tử. Má vừa dọn đống bừa bộn, vừa van lơn ông tha cho thổ. Thổ không giận mấy lần roi mây in lên da thịt đầu điếng, mà hờn tím ruột gan khi ông già tía khề khả khoe với mấy ông bạn nhậu trong xóm. Với ông, tài sản quý nhất là cái bình rượu bìm bịp ngũ xà. Ủa, chớ hồi nào tía má còn tự hào khoe thổ là tài sản, là kim cương hột xoàn, là cành vàng lá ngọc gì đó sao? Má kéo thổ ra sau hè, cắt nghĩa cho anh rõ. Đó không chỉ là bình rượu thuốc, mà là cái cần câu cơm, là cái nghề để ba má nuôi con lớn tới chừng này đó thổ. Sau lần anh lỡ làm bể bình rượu đó, ông già tía bắt anh đi theo ông mấy bìm bịp về ngâm rượu bán để anh biết tiếng nuôi mày cực khổ ra sao. Trưa nắng, hai cha con nuốt trong lùm sậy, nín thinh theo dõi con chim mồi dương cặp mắt đỏ rực kêu những tiếng kêu khiêu khích đồng loại đang ẩn nấp. Khi nắp lồng sụp xuống, tiếng bìm bịp mắc bẫy gào lên trói lói một khúc sông. Ông già tía có tay sát bìm bịp, đi một buổi là đầy ấp hai, ba lồng tre. Ngón nghề bẻ chân bìm bịp non để dụ bìm bịp mẹ đi tìm lá thuốc cũng là ông truyền lại cho thổ. Mới đầu, anh run tay, không biết khớp nằm chỗ nào mà ấn cho gãy. Sau, anh dặn dĩ hẳn. Có lúc ông già tía chỉ ngồi im hút thuốc, mọi việc một mình anh lo chu đáo. Nhưng cũng có lần thổ bị rắn cắn trong lúc ngồi rình bìm bịp. Ông già tía lật đật băng đồng đưa anh đi cấp cứu. Bác sĩ nhíu mày, chế chừng vài phút thôi. Nọc chạy khắp cơ thể là thổ có thể trào đờm, đứt bóng. Lớn lên, thổ không theo nghề bẫy bìm bịp của ông nữa anh theo thanh niên trai tráng trong xóm nhảy xe lên thành phố theo nghề thợ hồ dày đây mai đó làm cái nghề nặng nhọc vậy mà có thể kiếm được tiền để cất nhà cho ba má còn dư một mớ để cưới vợ còn hơn cái nghề của ông bao nhiêu năm rồi mà không giàu lên được nếu giàu anh đã không phải chịu cảnh ít học cực khổ kiếm sống như ông từ lâu rồi nghề này nó bạc bạc lắm. Thổ từng thở dài nói vậy khi ông già tiếng ngỏ ý muốn anh giữ nghề. Cưới vợ, có với nhau hai mặt con, vợ chồng anh phải gửi con ở nhà ông bà, tiếp tục lên thành phố mưu sinh. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng. Năm đại dịch ập tới, mọi công trình đều ngừng lại. Xưởng giày chỗ Loan làm công nhân cũng phá sản. Hai vợ chồng đùm túm nhau về quê với hai bàn tay trắng. Còn sống bình an trở về đã là may rồi loan động viên chồng sau dịch hai vợ chồng cũng không thể quay trở lại thành phố vì không tìm được việc thổ loay hoay đi làm lúa thuê cho người trong xóm xoay vần trong vòng một hai tháng là hết việc loan cắp rổ ra chợ bán mớ rau trái trồng được trong nhà đắp đổi qua ngày mấy ngày rỗi rãi sau vụ lúa tiếng bìm bịp kêu vọng về Thổ mới sực nhớ ra còn cái nghề có thể giúp anh nuôi sống cả gia đình. Loan cản. Đừng anh. Nghề đó. Ác. Phàm bất cứ con gì đã mở mắt nhìn đời thì đều mong cầu được sống một đời trọn vẹn. Huống chi nó chỉ là một con bìm bịp. Tội tình gì? Nhưng thổ vẫn sách lồng đi. Mình nói hay quá. Rồi cả nhà mình không mong cầu được sống à. Tôi không làm rồi cho mình với hai con chết đói sao? Tiếng loan nấc lên ứ hự sau lưng thổ. Vài ba bữa hai vợ chồng lại gây nhau. Thổ bực. Mà thổ bực rồi thì ngồi rình bìm bịp. Nghe tiếng nó kêu dưng mà khó chịu vô cùng. Khó chịu như khi nghe vợ mình cảm giảm sứ gì buồn quá. Thổ tưởng mình hù chuyện thôi nhau là Loan sẽ sợ. Nhưng không, khi anh sách mấy lồng bìm bịp non đầy ấp trở về, Loan đã đi mất dạng. Cô không nói mình đi đâu, chỉ nhắn lại vòn vẹn ba chữ đừng tìm em. Loan đi chừng mấy bữa thì ba thổ nhập viện. Chứng ung thư xương của ông già đã ở giai đoạn cuối. Những trận đau khiến ông gần như phát điên. Nhiều đêm, tiếng ông rên gì lạ lùng khiến thổ sởn gai ốc. Thổ nghe trong tiếng rên thống thiết của ông già pha lẫn tiếng bìm bịp kêu khan khi mất con. Thổ buồn quá. Nỗi buồn dâng lên nghẹn họng. Anh cần phải tống khứ nỗi buồn này bằng hơi men. Có rượu. Vô thức. Anh chép miệng đắng cay. Sứ gì buồn. Chỉ tội thằng con trai phải tìm hết quán này tới quán khác. E ạch xốc thổ lên xe. Đèo về nhà. Rồi bữa nọ. Trên đường đi tìm ba. Ánh đèn pha của một chiếc xe máy vô tình dọi thẳng mặt làm nó té dầm giữa lộ loại tay, mẻ đầu. Tỉnh rượu, thổ khóc không thành tiếng. Bằng cách nào đó, Loan đã hiện ra bằng xương bằng thịt trước mắt thổ. Em có thể bỏ mọi thứ, nhưng không bỏ con được. Thổ xấu hổ không dám nhìn mặt vợ khi cô hỏi. Mình đã biết tại sao mắt con bìm bịp lúc nào cũng đỏ rực chưa? Thổ chỉ biết lặng lặng sách lồng bìm bịp non quay trở ra lùm lau sậy. Giờ, anh biết tại sao lúc nào vợ cũng kêu sứ gì buồn. Chừng nào bìm bịp còn cất tiếng kêu khan cổ tìm con. Sứ này còn buồn. Buồn mãi miết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Dưỡng Trí, Tác Giả nguyễn văn học nhận tin nhắn của ông khộp ông bích đến ngay ông khộp vừa sắm được cây bạch đảo gốc xù xì khỏe khoắn to như cổ tay người lớn cành lá của bạch đảo hệt đảo bích đảo phai hoa bung nở như bông tuyết trắng tinh khiết như hoa mận chà chà ông chơi sang thế chất quá chất quá ông bích tiến gần lòng dâng một cảm xúc lạ lẫm hoa chào ông bằng mùi hương nhẹ với màu tinh khôi như thể cả tuổi xuân đều tụ cả nơi đó ông khộp xua bàn tay với những ngón mập mạp thường thôi mà ông chúng ta có tuổi rồi cứ cốt cái sức khỏe và sướng cái tâm đã mà cái tâm khỏe thì cơ thể mới khỏe đó vẫn chưa phải điều bất ngờ ông khộp dành cho ông bích ông khộp pha trà hương hoa trong vườn xôn xao trong ngôn ngữ riêng im lặng đấy mà sao rộn ràng. Nghe như xuân đã về, rắc mùi hương dịu nhẹ lên từng ngấn mây, từng vạt lá. Lúc ấy, con trai ông khộp sách chiếc lồng ngũ long tranh châu, chạm trổ tinh xảo. Bên trong là chú Hoàng khuyên màu vàng óng. Con trai ông khộp chào khách, chào bố rồi treo chiếc lồng chim lên cái móc mà vị trí ngồi uống nước nhìn tiện nhất. Ông khộp giới thiệu, con tôi nó mua 10.000 đô đấy riêng cái lồng gần trăm triệu. Dù hiểu và gặp nhiều loài chim quý, nhưng ông Bích chưa bao giờ gặp một con chim đẹp đến thế. Dân trời vẫn đồn khuyên mỏ hồng, chân hồng, mắt đỏ như ruby là thứ quý gấp nhiều lần vàng. Con chim này có ý nghĩa phong thủy, mang tài lộc đến cho người chủ. Đây là lần thứ bao nhiêu không biết nữa. Ông được người ta khoe thú chơi, rất thịnh tình rất thật chứ không phải kiểu khoe khoang của trọc phú. Ra đi làm ăn kinh tế ở tỉnh miền núi gần 30 năm, rồi trở về làng ở hẳn. Ông Bích vẫn được dân làng trân trọng, ai cũng mở lòng. Cũng bởi suốt những năm qua, bình quân độ 2 năm ông mới về thăm làng một lần, nhưng đều quả cáp tương tất cho các cụ trong họ mạc, cúng tiến cho đình, chùa, góp sức mở rộng đường làng. Người ta bảo ông thuộc dạng chơi được, ăn ở có trước có sau cách đây ba năm hai người làng lên làm ăn ở thị trấn xứ núi đã được ông bích tận tình giúp đỡ tạo cho mối quan hệ nên làm ăn khấm khá về làng lúc nào cũng oách lên xuống đều bằng xe hơi tóc bạc sức giảm ông về nương vào nếp làng người làng mang sự nhiệt tâm ra đối đãi ông bích mừng lòng vì họ hàng làng xóm vẫn yêu thương gần gũi một khi đã đan bện gốc rễ ở quê thì dù có thất bại, khuỵu ngã, quay về vẫn có phúc có phần. Đấy, hai năm qua kể từ ngày vợ chồng ông chuyển về hẳn, hễ người trong làng có vật quý hiếm đều nhá ý mời ông thưởng lãm trước, cho nhận xét, đám hiếu, thì bao giờ cũng có mặt ông. Con Hoàng khuyên trong chiếc lồng đắt tiền loạch xoạch chào ông Bích đôi mắt ruby long lanh ướt át như thể loài động vật cũng dấy lên cái tình. Điều đó khiến ông vô cùng cảm kích. Chim hoàng khuyên được mệnh danh là vua của các loài chim. Nó sở hữu vẻ ngoài lộng lẫy, toát lên khí chất vương giả nhờ bộ lông vàng đẹp mắt. Ông khộp gật gù, cười. Chả giấu gì ông, tôi mới bán được xuất đất. Thằng con tôi nó cũng chịu mày mò, tìm kiếm, cách chơi của nó hợp tôi lắm trong làng ta xuất hiện những người chơi sành tham gia hội này hội kia lúc sang xã bên lúc lên thị trấn thi thố kiếm cái tiếng đúng là quê hương ta đổi thay nhiều quá chuyện ăn chuyện mặc chẳng quan trọng là mấy thú chơi sang trọng thịnh hành gần ba mươi năm trước thị trấn vùng cao xinh xắn đón gia đình ông ông bích thuê đất làm trẻ rồi học cách nấu rượu tay năm tay mới thu vén mối quan hệ nhờ sức khỏe chịu khó tính toán cẩn thận ông có của ăn của để ông cũng phát tâm hỗ trợ bà con trong thị trấn làm giàu giúp cán bộ xã có thêm kinh nghiệm quản lý khi đã vững chân ông đưa thêm vài gia đình trong họ phạm lên làm ăn mở trang trại ủng hộ tiền làm đường đến một số bản khó khăn được người dân tin quý mỗi dịp tết đến họ mang đến nhà ông khi thì giò lan rừng lúc là bộ gỗ lúa thơm khi khác lại là cặp vành khuyên hót giọng lửa rồi cặp khiếu cặp họa mi nhà ông lúc nào cũng rộn ràng bởi sự thơm thảo của những tấm lòng có của ăn của để ông lại mở xưởng mộc dự phần vào việc dựng những nếp nhà giúp cho thị trấn có thêm tấm áo đẹp các ngôi nhà là hoa của thị trấn hoa càng đẹp thì vườn thêm rực rỡ thị trấn càng phát triển du lịch cộng đồng được mở mang khách du lịch nườm nượp về thị trấn nghề mộc của ông càng khấm khá tạo được nhiều việc làm cho thanh niên thiếu việc nơi thị trấn khi con cả đỡ đần ông được nhiều việc con trai thứ hai học đại học ông bích cũng tự ngơi việc để dành thời gian cho thú chơi chim ông thường tìm về chợ chim mường khương một trong những khu chợ đẹp của vùng núi này tầm chim Họa mi vùng cao Tây Bắc có nét đặc trưng, vóc dáng khỏe khoắn, hót hay, nếu dùng để trọi thì cực kỳ thiện chiến. Nhân, một chủ trang trại trẻ mới nổi đã biếu một con họa mi trắng khi biết ông Bích thích chơi chim. Phần vì nhân quá nhiệt tình, phần vì thích thú nên ông Bích đã nhận. Nhưng mang về, chim cứ im bặt, buồn chán, đờ đẫn. Làm sao đây? Ông lại đi hỏi học cách để con họa mi trắng phải cất tiếng hót. Đó là cả một sự kỳ công mà sau này ông thấm thía câu nói của người xưa: Nuôi cá dưỡng tâm, nuôi chim dưỡng trí, nuôi cây dưỡng thần. Từng bước một, phải cho chim quen hơi người, quý người, quen không gian, chịu ăn, chịu sống từ đó mới thích nhảy múa, cất tiếng hót. Đó cũng là chân lý ở đời. Mỗi người phải rèn luyện ý chí vượt qua khó khăn có chí hướng lớn suy nghĩ dài hạn cuộc sống đang an lành bỗng gia đình ông gặp nhiều biến cố lớn đầu tiên là người vợ tháo vát của ông lâm trọng bệnh rồi đến cậu con trai đi học ngành xây dựng xin được vào một công ty xây dựng nó liên miên theo công trình một ngày kia công ty về thị trấn đầu tư khu du lịch mới được cho là khủng nhất ở vùng núi này thằng hiệp con ông ngấm thói đua đòi vay mượn khắp nơi. Ông Bích không biết nó bị tiêm nhiễm thói xấu từ lúc nào, chỉ khi bị người thị trấn đến đòi tiền mới ngã ngửa vì số nợ đến hơn 10 tỷ đồng. Nó bị ai thay tim, đổi não, nó dám dựa vào tiếng tăm của bố, âm thầm vay người quen trong thị trấn, phá hỏng những nguyên tắc sống bao năm ông gây dựng. Một vài người ghen ăn tức ở thì bảo ông tận số, tích lũy mấy chục năm để thằng con phá trong vài tháng rồi khu du lịch mới xây dựng để lại nhiều tiếng xấu. Phá quy hoạch, mang những thứ ăn chơi đua đòi rắc vào đầu thanh niên bản. Ông đưa vợ về xuôi điều trị. Những con chim cảnh, kể cả con họa mi trắng đều phải nhờ người chăm. Nhưng thiếu bàn tay ông, chúng bỏ ăn, lông vũ sơ xác. Người cháu được nhờ chăm sóc chim chóc gọi điện cho ông, báo tình hình. Ông bảo, phóng sinh cả đi vậy là những con chim được sổ lồng. Thị trấn trở nên ổn ả. Ông Bích đặng thấy mình không còn phù hợp, liền giao cơ ngơi cho con cả quản lý, chia việc cho các cháu làm ăn, giữ mối. Ông về quê. Thằng Hiệp này đây mai đó với cái thú vui không hãm phanh nổi. Bố khuyên nhủ nhiều lần, nhưng nó không nghe. Khu vườn của ông Bích đã đan bệnh màu xanh, hoa tươi thắm. Ông trồng đào, quất và gây dựng những chậu mai chiếu thủy đẹp mắt. Lại chơi chim cảnh và cố gắng lựa những con tinh anh nhất. Nhiều sức lực nhất như thể muốn giọng hót của chúng bổ trợ cho tâm hồn. Sức khỏe bà vợ đã ổn, nhưng đòi hỏi chế độ an dưỡng khắt khe. Bà và ông thấy về quê là êm ấm nhất. Sau bao năm ra đi giờ về quê cha đất tổ, thấy tiền bạc chẳng đáng kể gì so với sự ấp yêu của quê hương. Ngay hôm ông bà trở về, đến đầu làng trẻ con đã xúm xít, đứa đỡ hộ vật này, đứa khinh hộ đồ kia. Rồi họ hàng, láng giềng đến hỏi thăm, tay bắt mặt mừng. Ngày tối đó, cụ viên trưởng tộc họ Vũ đạp xe sang, bảo anh về, làng quý lắm, cái nếp làng bao năm vẫn giữ được. Chả thế mà các ông các bà ấy đi làm ăn, giàu có tận đầu tận đâu, vẫn phải quay về dựng một mái nhà trồng ít hoa thắm giờ khu giãn dân cũng đẹp lắm anh cần thêm đất thì lão đây hỏi cho ông bích thưa dạ nhà cháu được cụ và mọi người quý mến đó là cái diễm phúc ít bữa nữa cho ổn định cái chân cháu xin bàn với cụ vài việc ạ à. ngay hôm sau ông bích đã sắn tay vào việc từ sửa nhà hỏi nơi bán giống chậu cảnh rồi chỗ bán chim nơi giao lưu ông bích đều được giúp tận tình ông cũng đến gặp vua chim hoàng thịnh chuyên về chim thi đấu trong festival sinh vật cảnh của huyện vừa rồi chú hoàng khuyên của ông thịnh giành giải vô địch ngắm con hoàng khuyên ông bích nể lắm qua thú chơi của người làng ông bích hiểu rằng ở đâu con người cũng cần những thú chơi tao nhã miễn là có người gây dựng phong trào tạo ra được sân chơi lành mạnh nhấc điện thoại Ông Bích nghe tiếng ông khộp hốt hoảng. Con Hoàng khuyên nhà tôi mất tích rồi. Nó sổ lồng. Ông Bích lặng đi vài giây. Rồi chợt chấn tĩnh, có lẽ nó không đi xa đâu. Chắc chỉ quanh quẩn trong khu vườn. Rồi nó lại về. Chạy sang nhà ông khộp. Thấy khuôn mặt nhầu nhĩ của người bạn già. Xưa học trung trường làng. Ông Bích thấy xót xa. Thì ra, con Hoàng khuyên về nhà ông khộp được vài hôm thì bỏ ăn mắt đờ đẫn, chẳng còn dáng vẻ uy quyền vương giả. Ông khục ứa nước mắt, mất rồi. Tôi hớ hênh, có thể vì thấy nó chậm chạp nên không đóng cửa lồng cẩn thận. Ông Bích An ủi, thôi, nếu chẳng may nó bỏ đi thật, cũng là chưa có duyên. Mà tôi tin, nó vẫn ở đâu đó quanh đây. Sáng 30, không khí đón xuân đã rộn ràng. Ông Bích ngồi ngắm hoa thì nghe tiếng ồn bên khu lồng chim là con hoàng khuyên nó đang chơi đùa với những con vành khuyên trong lồng tiến lại gần ông nhận ra con chim quý của bố con ông khộp vẫn đôi cánh vàng ruộng cặp mắt ruby tinh anh nó có vẻ dạn dĩ có người đến vẫn mải mê với những ca sĩ bầu trời khác ông nói với chim Ta bảo mày hãy về với chủ đi gia đình họ đang nhớ mày lắm đó thử thách người ta thế là đủ rồi ra ngoài bầu trời tự do chắc gì mày đã được bảo vệ an toàn như trong chiếc lồng tráng lệ đó giơ tay lên đón lấy con hoàng khuyên ngoan ngoãn ở trong tay ông bích gọi bạn mang lồng đến đón nó về khi con hoàng khuyên đã được đưa vào lồng ông bích phân tích con chim này thích giản dị đấy tôi bắt được là do nó mải chơi với lũ chim nhà tôi nhìn ắt hiểu nó muốn gì nó chưa quen với sự sang trọng anh tú đây đặt nó vào chiếc lồng quá tráng lệ trong khi nó thích giản dị bố con ông khộp há hốc miệng nghe đúng là nuôi chim cũng phải bằng cái tâm thấu hiểu tính cách sắc lông và thậm chí đôi mắt của nó để đoán biết tâm trạng nó không vui thì làm sao cất tiếng hót để tú mang hoàng khuyên về trước ông khộp ở lại cùng thưởng trà với ông bích bên trong vợ ông Bích đã chuẩn bị xong cố tất niên. Thằng con thứ cũng mới gọi điện, hẹn sẽ về thư chuyện. Xin lỗi bố. Khuôn mặt ông Bích giãn ra, thư thái. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh quý vị và các bạn nhé mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại